Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán 6 trực thăng đa năng MH-60A cùng thiết bị liên quan trị giá khoảng 1 tỷ cho Na Uy. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA thuộc Lầu Năm Góc ngày 26 tháng 4 thông báo 6 trực thăng Sikorsky MH-60A sẽ cải thiện khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển thuộc Hải quân Na Uy, cũng như hoạt động tiếp tế đường không và chuyển tiếp liên lạc. Na Uy sẽ sử dụng năng lực được tăng cường để ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực, cũng như củng cố khả năng phòng thủ, DSCA cho biết. Na Uy sẽ không gặp khó khăn nào trong tiếp nhận số trực thăng cũng như hỗ trợ cho quân đội nước này. Ngoài 6 trực thăng MH-60A, hợp đồng còn có 15 động cơ T-700GE-401C, trong đó 12 động cơ đã lắp trên máy bay và 3 động cơ dựng phòng. Cùng các hệ thống định vị, liên lạc và thủy âm, cũng như phụ tùng, dịch vụ đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. Lầu Năm Góc cũng thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt bán cho Na Uy lô thiết bị bảo trì và gói dịch vụ cho vận tải cơ C-130J trị giá 166 triệu đô la Mỹ. Các thương vụ đã được thông báo cho Quốc hội Mỹ để xem xét trong 30 ngày. Nếu Quốc hội Mỹ không phản đối, hợp đồng sẽ được trình lên Tổng thống Joe Biden ký phê duyệt. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Øgrey Gram ngày 14 tháng 3 thông báo nước này mua trực thăng MH-60A của Mỹ nhằm tăng cường khả năng giám sát trên biển và các vùng lãnh thổ ở khu vực Bắc Cực. Bộ trưởng Gram cho biết đợt giao hàng đầu tiên dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2025 và tiếp tục tới năm 2027. Na Uy quyết định mua MH-60A sau khi đình chỉ hoạt động trực thăng NS-90 vào tháng 6 năm 2022, đồng thời yêu cầu liên doanh do hãng Airbus đứng đầu hoàn lại tiền. Na Uy cho biết trực thăng NS-90 không đáng tin cậy, hãng chế tạo chậm giao hàng. Mỹ phát triển trực thăng Sikorsky SH-60 từ những năm 1970 và biên chế những chiếc đầu tiên vào năm 1984. Biến thể MH-60A có thể đảm nhận nhiệm vụ săn ngầm, được trang bị ngư lôi MK-54 và tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire. Trực thăng MH-60A có phi hành đoàn 3-4 người, có thể chở theo 5 hành khách, mang theo 2,7 tấn hàng treo bên ngoài hoặc 1,9 tấn hàng trong khoang. MH-60A có tầm bay 830 km, tốc độ tối đa 270 km/h và trần bay 3.700 m. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.